cùng đưa em lên tàu xuyên đại dương, sẽ đi đến những nơi em muốn đi. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy rõ đàn cá biển đang nô đùa. Những dàn san hô màu đau đỏ màu trắng hồng, em nhìn thấy những đất sóng nằm trong tâm trí. Anh đang hướng tới đây, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu ngầm đi quanh các quần đảo để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Hãy trả lại bình yên cho biển đảo Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa. Xuyên đại dương sẽ đi đến những nơi em muốn. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy. Cả biển đang nô đùa, dạng sang hô màu đau đỏ màu trắng hồng. Em nhìn thấy những đợt sóng ngầm trong tâm trí. Em đang hướng tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu ngầm đi qua các quần đảo để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Trả lại bình yên cho biển đảo. Hoàng Sa là của Việt Nam, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. 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 Xuyên từ xa từ xa, nắng ra đây đến những nơi em muốn. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy gió đàn cá biển đang nô đùa. Những dạng sáng hồ màu nâu đỏ màu trắng hồng hồng. Em nhìn thấy những đợt sóng ngầm trong tâm trí. Anh đang hướng tới quần đảo Hoàng Sa.